Sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của cố trung tá Nguyễn Văn Bạc, bút hiệu Băng Sơn, với bài viết Những mảng đời sau trận chiến. Cô bé Thanh vừa thở hổn hển vừa giật giật cánh tay áo tôi và liếu lưỡi nói: "Mấy ổng ở bên kia đập đá đông ghê lắm, họ nhắn dân chạy lên đây thách anh xuống dưới đó đánh." Đôi mắt cô bé ướt long lanh nhìn tôi, giọng run run nói tiếp: "Anh đừng dẫn quân xuống dưới đó ngăn anh." Tôi cười, cốc đầu cô bé trả lời: "Thì chuyện lính trắng đánh giặc bình thường như bé ăn cơm bữa, có gì mà bé lại quýnh quắn như vậy?" Bé Thanh kỳ kèo: "Mấy ổng đeo vắt đủ loại súng ống lớn nhỏ ghê lắm, anh đừng xuống dưới đó ngăn." Cô bé lặp lại lời yêu cầu, nét mặt đầy lo âu trước sự an nguy của tôi. Không hiểu bé xem tôi như người anh ruột thịt từ lúc nào. Thỉnh thoảng bé bắt được con cua con còng, hay hái đâu được nắm bông xo đũa, thế là bé hối hả đem lên cho tôi. Tôi có lần đã lắc đầu từ chối, bé liền khóc rấm rứt. Mẹ bé giẫm mình việc cọng cài ngoài bờ sông, chết cách nay vài năm. Người cha làm viên chức xã, sau đó bị giặc chiếm, phải bỏ làng xóm đi lưu vong. Trụ sở xã lưu vong gồm có một cái bàn gỗ lông chân đặt trước mé hiên sảnh đường quận lỵ. Còn cái quận này dạo đó trên giấy tờ gọi là quận, chứ thật ra quận Công Hân là một tiền đồn. Bên trong quận là những hầm trú ẩn cùng khắp, bao bọc chu vi là một con đường hào cẩm chông tre, kế tiếp là mấy lớp hàng rào kẽm gai concertina đánh trối rải đầy và căng ra khá xa vào tận vuông dừa bị bom pháo tiện cháy cục ngọn. Sáng khi đơn vị địa phương mở đường xong, mọi người từ trong quận đổ tú ra nhà lòng chợ. Cách đó chỉ một vài mét, tất cả họ, đàn ông cũng như đàn bà, thậm chí trẻ thơ đều hối hả như nhau. Hoặc uống cà phê, hoặc mua con cá con tôm, hay bọc miếng bánh bò trễ tre trong lá chuối, rồi thoăn thoắt bước quay về lại doanh trại, trong hàng rào kẽm gai của quận đường. Hầu như hàng ngày, khoảng từ xế chiều, độ 3 giờ trở đi, không ai hẹn, nhưng mọi người đều ra đứng ngồi vơ vẩn gần các hầm trú ẩn, để lắng tai nghe tiếng trung, tiếng đề ba của đạn sống cối, thì trăm miệng như một hô to: "Pháo kích, pháo kích!" Và cùng nhanh chân nhảy tọt xuống hầm núp. Thời buổi giặc giả, kẻ có trách nhiệm thì sống trong nỗi hiểm nguy đã đành, chỉ tội cho người dân lành vô tội. Ngày đêm nơm nớp lo sợ đủ điều, và cái chết dễ dàng như ngoé. Kể từ khi lực lượng giải phóng miền Nam nổi dậy, giải phóng nhân dân ra khỏi cuộc sống bình dị yên lành. Tôi ngó mông ra cánh đồng nước nẻ, khô vàng, pha tạp màu vàng và phù sa. Có chút gió heo mây xe sắt thổi về, sương mờ tháng chạp phả một làn tơ lụa trắng mong manh trên sóng nước. Con kinh đào đưa nước tưới ruộng đồng. Về lục bình lờ đờ trôi về nơi vô định, tôi chợt liên tưởng cuộc đời đó đây, với tháng năm bi đát trong cuộc chiến đã liên kết, thành mảng đời người lính chiến, bến bờ xa tấp khó định hướng quay về. Kính chào niên trưởng. Tiếng chào hỏi đã nhắc tôi quay về hiện tại. Anh Cung. Nghe hữu Cung, trung úy, dân đàn em bỏ bị Đà Lạt. Anh đã từng nắm đại đội trinh sát 7, đứa con cưng của sư đoàn, giẫm nát hang ổ căn cứ mật khu Việt Cộng, thuộc 3 tỉnh trách nhiệm của khu chiến thuật Tiền Giang. Vậy làm tiểu đoàn phó cho tôi, anh là một thủ túc tài ba và đắc lực nhất. Thưa niên trưởng, em mới vừa đọc bức công điện tối mật của trung đoàn. Nội dung: các đơn vị tác chiến đóng quân giả ngoại trong tư thế tác chiến độc lập, mọi việc yểm trợ hay tiếp viện đều không có. Các đơn vị trưởng toàn quyền chỉ huy và điều động khi xảy ra biến cố. Nội dung bức công điện này tôi đã đọc qua mấy phút trước. Thật ra, tình hình chiến sự căng thẳng, tôi đã tiên liệu từ trước, qua nhiều dấu hiệu đặc biệt. Như trước Tết Mậu Thân đâu hơn 10 ngày, tiểu đoàn chúng tôi được trang bị cấp tốc một loại súng rất mới lạ, súng AR-15. Chúng tôi chỉ bắn 10 viên đạn điều chỉnh, làm quen và học tháo ráp, vỏn vẹn độ 2 ngày.
Còn ông đại quý cố vấn Mỹ thì nhắc đi nhắc lại như có hậu ý nào đó, rằng thì là ông ta nhận được lệnh hưu chiến, ngưng hết mọi công tác hành quân và yểm trợ suốt khoảng thời gian này. Rồi cách nay 3 ngày, cánh quân đại đội 2 của Thiếu Quý Hy hành quân tuần thám đã chạm địch. Ta tịch thu được 10 khẩu súng, đếm được 3 xác địch. Đại đội chỉ có 1 hy sinh, nhưng trớ trêu thay, người hy sinh duy nhất của đại đội lại là đại đội trưởng. Chiếc quan tài phủ lá quốc kỳ nằm chơ vơ trong căn chòi lá, cất tạm Châu Anh che mưa đục nắng. Chiếc mề đai anh dũng bội tinh, móc đỏm dáng vô duyên trên nắp quan tài. Chiếc mề đai nào cũng đều có mặt trái của thao chì sần sùi nhơ bẩn của nó, cũng như mặt sau của chiến công, có bao kẻ hy sinh, nhất tướng công thành. Người vợ trẻ xuống sinh đem xác chồng về, nhưng đơn vị không tìm đâu ra được phương tiện quân sự chuyên chở đưa anh về hậu phương. Kể cả xe đò dân sự cũng không có. Địch đã đào đường đắp mô trên trục lộ giao thông độc nhất từ quận lên tỉnh lỵ. Người vợ vừa rời khỏi ghế trường học, lấy chồng vừa 1 năm, đẩy tang chồng vừa 1 đời, chỉ đành chích khăn sâu đỏ nước mắt. Ngày đêm ngồi bất động khóc chồng, và khóc cho đời đàn bà không may làm vợ người lính chiến. Tôi thầm nghĩ như vậy, tôi dụi mắt, ngó mông ra cánh đồng. Tâm tư tôi xáo trộn với bao niềm bâng khuâng, chán nản và trống rỗng vô cùng. Những ngày trước Tết và trong Tết, địch đồng loạt xâm nhập, mở những đợt tấn công đều khắp trên các tỉnh và thành phố miền Nam. Riêng ở tỉnh lỵ Bến Tre, nơi đặt bộ chỉ huy trung đoàn chúng tôi, địch và ta trông thấy trận cài răng lược. Ta và các đơn vị địa phương quân giao chiến với địch dữ dội. Địch bám sát đến cổng bộ chỉ huy trung đoàn. Thiếu tá trung đoàn trưởng chúng tôi không may đã thiệt mạng ngay từ giây phút đầu của trận chiến. Và hôm nay, sáng ngày mùng 2 Tết, tại xã Phú Ngãi, quận Ba Tri, cuối vôi biển này, địch đã thật sự mò đến trụ chúng tôi đọ sức. Địch đã cài mặt trận sẵn, chờ chúng tôi chui vào bẫy sập của chúng nó. Anh Cung, anh thấy thế nào? Tôi nhìn vào mắt vị sĩ quan niên đệ phụ tá như dò hỏi, nhưng trong đầu tôi thì lại tính toán cuộc xuất quân. Tôi niên trưởng, địch hoàn toàn nắm ưu thế về địa thế, còn lực lượng địch thì chắc chắn là tiểu đoàn 514 quay cơ động tỉnh và các lực lượng du kích xã tập trung, có thể có D-263. D là ám danh tiểu đoàn địch. Từ bên Mỹ Tho qua tăng viện, đàn em còn ước tính đơn vị súng nặng của địch cũng góp mặt trong trận này. Cung nhíu mày tư lự, giọng chững chạc nói tiếp. Tình hình rất căng thẳng, địch có khả năng dàn trận phục kích, phần bất lợi về phía ta hoàn toàn. Xin quyết định của niên trưởng. Tôi gật đầu khen ngợi sự nhận định tình hình và khả năng địch khá sắc bén của cung. Nhưng tôi lưu ý nhắc nhở anh ta điều then chốt là trách nhiệm tiểu đoàn ngoài việc hành quân lùng và diệt địch, chúng ta còn phải bảo đảm an ninh đời sống và sinh hoạt dân chúng các xã ấp quanh vùng. Mặt khác, chúng ta bằng mọi cách chặn đứng mọi sự xâm nhập phá hoại các công trình bình định phát triển. Đồng thời, chúng ta lại phải còn bảo toàn sinh mạng cho các đoàn dân sự vụ trung ương, toán hành chánh tỉnh quận và liên trung đội xây dựng nông thôn đang công tác tại đây. Tôi đồng ý với anh là tình huống chung của chiến trận khắp nước đã tác động khá nhiều bất lợi cho chúng ta. Nhưng trách nhiệm thượng cấp đã trao phó cho chúng ta, dù gian nguy thế mấy, chúng ta cũng phải hoàn thành. Máu nóng bắt đầu dồn lên mặt. Mặt tôi đanh lại, nghiêm nghị nhìn cung nói. Dân võ bị Đà Lạt chúng ta không dễ dàng thúc thủ. Truy sự sống chết nằm ngay trên lằn trên của sợi tóc, phải không? Tôi không chờ cung trả lời, dõng dạc nói như ban lệnh, chắc nịch ngọn lõn 1 tiếng. Đánh! Thời gian từ năm 1966, cuộc chiến ở miền Nam đã bắt đầu sôi động. Và với kinh nghiệm chiến đấu độc lập khi tôi ở bên đại đội biệt động quân biệt lập, nên khi về nắm tiểu đoàn, tôi đã tái phối trí nhân lực và vũ khí ngoài bản cấp số phân phối, chú ý đặc biệt đại đội chỉ huy như giảm thiểu tối đa dân nồi niêu lẻn kẽn, súng ống cồng kềnh,
để sao cho nhẹ nhàng linh hoạt tác chiến như ba đại đội bạn. Tôi lại đích thân tuyển chọn những tay lính gan lì, độc thân, chịu chơi, bổ sung cho trung đội thám báo tiểu đoàn. Toàn bộ tiểu đoàn được trang bị hơn 2 cấp số hỏa lực, lựu đạn được khuyến khích mang dắt đeo tối đa. Tiểu đoàn tôi trở thành là một tiểu đoàn bộ binh độc đáo, có sức công và thủ vững mạnh. Tôi đặt hết tin tưởng vào các cấp trong trận thử lửa sóng máy này. Tiểu đoàn ứng dụng đội hình trinh sát, lùng địch, tam giác mũi đi trước. Trong phiên họp tham mưu, tôi phân công tác trần trọt. Đại đội trung úy Trúc cứng nhất, tôi cho tách riêng, kín đáo ngụy trang, nương theo những trạng cây trăm bầu và dòng cát mấp mô, di chuyển hàng ngang, cách xa tiểu đoàn hơn 2 cây số, ý định làm mũi thọc cạnh sườn quân giặc khi tình hình mặt trận thuận lợi. Đại đội 2, thiếu Quý Liệt, quyền đại đội trưởng, là con gà nòi chịu đá, đã đối phương nhiều cú hiểm hóc đẹp mắt, cũng là đàn em võ bị Đà Lạt. Tôi cho đi đầu với nhiệm vụ dùng hỏa lực kiềm địch gầm đầu dưới hố chiến đấu và thanh toán mục tiêu khi có lệnh. Đại đội 3, trung úy Lê Quang Minh, em trai đại tá liên đoàn trưởng dù Lê Quang Lưỡng, điềm tĩnh khi động trận. Tôi để Bọc Hậu làm trừ bị thứ nhất của tiểu đoàn. Đại đội chỉ huy ngoài nhiệm vụ tác chiến độc lập, sẵn sàng trở thành đơn vị trừ bị thứ hai. Trung đội thám báo bảo vệ bộ chỉ huy tiểu đoàn kiêm nhiệm trừ bị thứ ba, phản công sau cùng. Việc truy kích địch tất cả chờ lệnh của tôi. Trước khi chấm dứt phiên họp hành quân, tôi pha trò một câu, một đích lên dây cót, kích động tinh thần chiến đấu toàn đơn vị. Trên tôi, ông tiểu đoàn phó cùng toán cố vấn Mỹ và đề lô pháo binh thì ngồi chờ đếm chiến lợi phẩm từ các đại đội đem về. Ông cố vấn Mỹ cười thích chí và đưa ngón tay làm dấu tán thưởng. Toàn bộ tiểu đoàn xuất quân với khí thế hừng hực diệt địch. Tôi tự tin, mỉm cười, ngắm đàn cò trắng vỗ cánh thông thả bay về cánh rừng nước trong xa. Tôi nghĩ sau trận đánh này tôi cũng xin phép để về thăm người tình trên cao nguyên sương mù lộng gió. Đời lính trận, chinh chiến liên nguyên nên hiếm khi được về phép thăm gia đình và người yêu. Những ngày lễ lớn hay Tết nhất, lính lại phải ra đi, lặn lội giữa vùng hành quân, đánh đuổi quân giặc để bảo vệ cho hậu phương an bình, vui chơi trọn vẹn. Nỗi buồn vui của người lính trận khó chia sẻ cùng ai, nhưng buồn nhiều hơn vui, vì thường xuyên và liên tục, nhìn những cái chết của đồng đội và bè bạn thân thiết diễn ra trước mắt như cơm bữa, hoặc mấy hôm nào còn ngon lành. Cặp tay người tình dạo phố, rồi vẫn nó một thời gian, chợt thấy nó xuất hiện trong góc phố, mắt buồn dửng dưng, cô độc, lọp cọp chống cây tó thay thế cho ống chân đã gãy lìa, và hầu như người yêu cũ không còn đến với nó nữa. Tại giải bàn ăn dưới khu nhà bếp binh sĩ độc thân, chén đũa cứ vơi dần. Chỗ ngồi quen thuộc của binh nhì A, hạ sĩ T bây giờ đang trống chỗ, vì các đương sự ra đi không bao giờ trở lại. Con ruồi xanh vo ve đậu thay thế chỗ người ngồi. Tuổi thọ người lính chỉ kéo dài độ chừng một vài năm. Có khi buổi sáng trình diễn đơn vị, buổi chiều quẩy ba lô súng đạn đi ra tiền tuyến, thì buổi tối xe tản thương chở chiếc phong sâu đựng xác anh ta trở về. Toàn bộ đơn vị an toàn băng ngang qua đập nước, kè bằng những thân cây dừa lâu năm, loại cây trắng như đá và những hộc đá tảng chắc chắn giữ nước tưới tiêu, đồng thời ngăn dòng nước biển mặn tràn vào ruộng đồng. Từ đây, thấy đất hoàn toàn đổi khác, những dòng cát mấp mô chạy lan tận bìa rừng, những hàng cây trăm bầu nhiều bụi cây gai xen kẽ, khó quan sát, càng tạo thế đất hầm hì, càng gây thêm cảm giác hồi hộp băn khoăn, như sắp có chuyện gì xảy ra. Loài chim sâu chim chíp truyền cành bắt sâu trên ngọn bông tràm thường khi, hôm nay vắng bóng, linh tính cho tôi biết nơi đây là khu đất chết, đơn vị sắp rơi vào ổ phục kích của địch. Câu thiệu của binh thư, quân đến nơi nào mà không thấy một bóng chim muông, ắt sẽ rơi vào ổ mai phục. Tôi ban lệnh báo động khẩn cấp, các đứa con bố trí ngay tại chỗ, hỏa lực vòng cầu cơ hội sẵn sàng yếu tố tác xạ.
tư thế tác chiến. Chờ lệnh, tôi và Trung úy Cung đang luận định đánh giá tình hình sắp xảy ra để cùng tìm biện pháp đối đầu thích đáng, thì bỗng đâu veo véo tiếng đạn đi của súng cối, tiếng nổ tung của quả đạn B-40 rời khỏi nòng, tiếng phập của mọi loại đạn địch ghim vào gò nóng trong lùm bụi ở bên cạnh và quanh đây. Liền sau đó là tiếng pháo binh địch tăng cường bắn hỏa tập nổ dữ dội phía sau lưng. Miệng đạn vụt ngang qua trát mặt, cắt tiện ngọt sớt nhánh cây đổ ụp xuống trên đầu. Tôi biết tiếng pháo binh địch báo hiệu giờ quyết liệt đã điểm. Tôi báo động địch sẽ xung phong sau đợt pháo kích. Toàn bộ đơn vị chuẩn bị quyết chiến. Tôi chưa kịp dứt lời thì nhận được báo cáo của đại đội chỉ huy đang vỗ mặt đối phương. Trù tiếng hô xung phong của giặc nghe dậy trời. Cùng lúc ấy đại đội 2 trên tuyến đầu khẩn cho biết. Các con tôi đang chạm địch khá nặng. Chúng nó có ý định đánh trứng lên, tràn ngập phòng tuyến chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang cố vững vị trí. Diều hâu an tâm. Tôi nhận định là tiểu đoàn đã lọt vào giữa trận mai phục hình chữ L của địch. Cường độ chiến trận căng cứng từng giây, âm thanh đạn nổ. Tiếng hai phe hò hét, bóng dáng quân giặc đang chần vần trước mặt, khói lửa đạn giao tranh mờ mịt khắp nơi. Thời gian đã vừa vặn chín mùi, đã đến lúc tôi phải tung lực lượng trừ bị thứ nhất, đại đội 3 phản kích. Tiến lên bên cánh phải chúng tôi, đánh kẹp hông địch để gỡ áp lực địch đang đè nặng lên bộ chỉ huy tiểu đoàn. Trung đội thám báo nhanh chóng lui về vị trí che kính mặt sau tiểu đoàn và sẵn sàng tăng cường chiến đấu với đại đội 3. Đại đội 3 đã chịu khá nhiều hao hụt nhân mạng, nhưng vẫn không thể đánh tróc đối phương ra khỏi hố. Súng cối các đứa con tôi nâng hết vòng tay quay, đạn bắn không nạp thuốc bồi, nổ ầm đùng sạc tuyến cố thủ. Súng M79 bắn tập trung, trực xạ để chặn đứng làn sóng người xung phong. Trung đội thám báo lại nhận lệnh mới, rời khỏi tuyến hậu tập, cắm vào lỗ trống của những người đồng đội mới vừa hy sinh, đoạn chiến. Vì tiểu đoàn phó nhào lên tuyến đầu để khuyến khích tinh thần binh sĩ quyết chiến, ta cũng đã mở nhiều đợt phản công tiếp theo, nhưng thất bại. Số thương vong càng tăng nhanh, nhiều màn cận chiến giết người bằng lưỡi lê ngay trên hầm hố phòng tuyến tự thủ đơn vị. Trận chiến biến chuyển từng khắc, quay nhanh như chóng mặt. Riêng về phần hỏa lực pháo binh của ta thì bị hạn chế tác xạ tối đa để tiết kiệm đạn dược. Mà nếu có được tự do sử dụng, thì hiện giờ vẫn còn đang quay càng, còn đang tính yếu tố tác xạ và sự yểm trợ tiếp cận không thực hiện được. Vì quân ta và địch đang trà trộn lẫn nhau. Người bị thương đang dìu nhau, kẻ hy sinh nằm chỏng đơ trên cán tảng thương khi ngang qua tội. Những vũng máu của đồng đội chảy chan hòa trên mặt đất, chạy tràn lan làm đau xót trái tim tôi. Mỗi viên đạn chính là hậu thân của tên tử thần gớm ghiếc hay dở trò trái khoái giết lầm người. Tôi lầm bầm điên người văn tục, máu hận thù nông chảy bốc sụi. Chỉ trừ đại đội 1 là chưa lâm trận, còn các đứa con khác đều đang trông thấy cài trăng lượt với đối phương. Tôi quyết định một ván bài tấu xả láng. Đại đội 1 bắt đầu nhập cuộc chơi. Tôi truyền lệnh xuống Trung úy Chúc. Bỏ đồ đạc và súng nặng tại chỗ, đơn vị anh em lặn vô tuyến, lợi dụng địa hình ngụy trang bí mật chạy băng đọc đến vị trí cận chiến giao tranh. Ưu tiên thanh toán địch bằng lựu đạn và lưỡi lê. Trung úy Minh sẽ yểm trợ hỏa lực trên đầu bạn và phối hợp với anh tràn lên thanh toán mục tiêu, nhận rõ trả lời. Đáp năm. Còn thiếu quy liệt thì dùng hỏa lực tối đa cầm chân địch tại hố chiến đấu, không cho chúng nó thực hiện ý đồ vận động tăng viện cho đồng bọn và tập kích chúng ta, sẵn sàng di chuyển, nhận nhiệm vụ tác chiến mới. Chiến trận đang so kè dằng dai, các hố chiến đấu đường giao thông hào tự thủ lại là nơi thay đổi chủ nhiều lần. Mỗi lần thay đổi như vậy là thêm một số đồng đội tôi quả cảm hy sinh. Đâu chỉ độ 15 phút sau, đột nhiên tôi nghe tiếng nói quang quang của Trung úy Chúc từ máy truyền tin. Các con tôi đang bám lên thanh toán từng hố cá nhân địch. Chừng một giây sau lại tiếng Trung úy Chúc hét lên mừng rỡ. Trên thẩm quyền, hàng ngũ địch bắt đầu nhốn nháo, giặc bắt đầu bỏ chạy. Thẩm quyền cho thằng Minh lên phụ lực truy quét với tôi. Trung úy Chúc và Trung úy Minh là hai bạn đồng khóa võ bị. Sau trận chiến tôi hỏi tại sao đại đội 1 chạy băng đồng 2 cây số mà chỉ mất 15 phút. Trung úy Chúc chừng đó mới khai thật. Khi nghe bên này chạm địch nặng, tôi đã đổ trục tiến quân âm thầm điều động đại đội tiếp cận trận địa. Tôi đập lên vai Trung úy Chúc cười nói, khen anh có phản ứng chiến thuật kịp thời đúng lúc.
nhưng tôi sẽ phạt anh vì tự ý điều động đơn vị khi chưa có lệnh của tôi. Tôi thỏa mãn tức khắc lời yêu cầu này và còn lệnh cho toàn thể các đứa con khác tung hết lực lượng của mình vào cuộc tấn công càn quét đối phương. Lưu ý, tránh ngộ nhận nhau, tôi nhảy dựng lên, vung nắm tay lên trời như nắm chắc phần thắng trong tay. Ông cố vấn Mỹ chui ra khỏi lùm cây gai từ lúc nào cũng quăng mũ sắt lên trời mừng rỡ. Tôi cẩn thận quan sát khắp lượt chiến trường và theo dõi xem có dấu hiệu động tĩnh khác lạ nào của địch từ trong bìa rừng. Quân địch đã thật sự tốc hấu, bại trận, chạy đen đồng. Tôi nhìn rõ mồn một đồng đội tôi, tất cả như dàn đội hình hàng ngang, mở vị thế súng bắn liên thanh, ào ạt xông lên truy sát địch bằng hỏa lực hùng hậu khiếp đảm. Tiếng la hét xung phong của riêng cánh quân ta vang động một góc trời chiều. Quân giặc trở thành tấm bia sống, chi động, tha hồ đồng đội tôi ngắm bắn. Chúng nó chen nhau chạy lúc nhúc như đàn chuột, chuột Việt Cộng, chen nhau ngã sắp xuống, nằm ngây đơ, bên cạnh những ụ rơm rạ, trải đầy trên cánh đồng ruộng mới gạt xong. Ánh trời chiều chiếu xuống, màu nắng sáng đẹp long lanh phả lên gương mặt những chàng trai chinh chiến mệt nhòi, nhưng đôi mắt nụ cười rạng rỡ chiến thắng. Dải nắng như chiếc khăn tay của người con gái, âu yếm lao nhẹ vết nhọc nhằn cho người yêu lính trận. Tôi liêm diêm, mắt mơ tưởng cảnh tượng thân ái của người con gái miền xưa, chưa có cảnh nào đẹp bằng ngày lính về thăm người tình từ trận chiến. Thời gian đã quá lâu, nhưng dù ở trong nước hay qua xứ người, cứ vào độ Tết âm lịch, tôi đều mơ thấy trận chiến của đơn vị tôi ngày mùng 2 Tết Mậu Thân năm đó. Và tôi mơ thấy nàng, sau trận đánh lẫy lừng hôm đó, đơn vị tôi được chào đón trong buổi lễ tưởng thưởng chiến công, và người hậu phương tỏ lòng ghi ân chiến sĩ trong buổi dạ tiệc khoản đãi. Cùng giây phút phấn khởi đó, tôi nhận được bức điện tín báo tin về gấp Hoàng Dung bị tai nạn lớn. Người yêu tôi đã bị sát hại trong trận tấn công xâm nhập của địch trên thành phố cao nguyên Đà Lạt, cùng khoảng thời gian tôi đang giao chiến với giặc ở miền Nam. 33 năm trôi qua, mái đầu đã trắng tóc, những ngày cuối năm xe lạnh trên xứ người tị nạn xa xăm, tôi vẫn mơ thấy nàng, tà áo trắng trinh nguyên em mặc ngày xưa. Trong đầu đời e ấp đi bên chàng sinh viên sĩ quan võ bị, tà áo trắng vẫn còn vất vơ bay theo chiều nắng hanh vàng êm ả, như nàng vẫy gọi từ trên cao. Bao năm em vẫn ngóng chờ, mùa đã sang mùa, thời tiết giá lạnh, sương mù dày đặc. Có mây trắng xây thành trên đỉnh núi Lang Biang như ngày trước, có cánh hoa đào cuối cùng lìa cành treo nghiêng trụng xuống trong biển sương mơ. Như năm nào tôi dìu nàng men theo con đường Hoàng Diệu Duy Tân, con đường như chỉ hợp tình và dành riêng cho những cặp tình nhân hò hẹn. Dãy phố cao nguyên lạnh co rét mướt, im lìm trên đầu dốc, quán cốc cà phê đèn mờ soi bóng trong sương khuya, tiếng nhạc đen xin khuya buồn lạnh thật, vẫn đưa lời tình ca tha thiết, tiễn em vào kỷ niệm mịt mù xa. Hình dáng kỷ niệm như mảng đời người lính trận, lành bền trôi theo dòng sông cuộc chiến quê hương. Dòng sông loang đỏ máu, chở hương hồng em về bờ bến âm cung. Xa lìa chiến sự, xa hẳn loài người, tôi đưa nàng vào trong nghĩa địa thâm u. Có đồi thông reo, có đỉnh gió hú, có loài côn trùng chào đón. Nơi tôi đặt mộ nàng, có trận hoa forget me not phủ lên nấm mồ bơ vơ. Ngày chấm thu 2002, băng sơn. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.